chào tất cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc cần dài KS05 nữa nha. Rồi, bắt đầu anh gấp đất anh để lên nha. Trên cây cần có số điện thoại nha. Anh chị nào mà cần gấp đất lẻ hay gì thì hãy liên hệ với anh nha. Để anh gấp đất lẻ nha quý vị. Các cô chú anh chị mà xem video của em thấy hay thì hãy nhấn đăng ký nhấn chuông để ủng hộ em nha. Còn số điện thoại thì một lát em đọc sau nha. Số điện thoại trên này càng mất xa quá, cái máy zoom của em nó bị hư rồi các cô chú anh chị. Dạ, đâu có gì đâu bạn, còn chỉ quay phim lại thôi. Bây giờ anh dắt anh để lên trên nữa nha. Cái gầu rất là to nghe các bạn. Đó, bây giờ anh thả ra để ngã đất đấy các bạn ơi. Đúng rồi, cái gầu cũng to nha. Giờ anh liền ra đó anh gấp phim. Gấp suốt ở ngoài sâu quá các bạn. Số điện thoại là 0975 111 7 7 3 4. Mình đọc số điện thoại hơi gấp nè, để mình đọc lại cho các cô chú anh chị cùng nghe rõ nha. 0975 117 7 3 4. Trên đây cần là không có để chữ gấp đất lẻ nha, nhưng ở đằng sau chẹt có để chữ gấp đất lẻ nha các cô chú anh chị. Có cái gầu rất là to, rất là khủng luôn. Ồ, để lên tuốt trên cao luôn nha. Anh hắt lên các bạn, đừng cho đất sình nó tụt xuống dưới các bạn, để tụt dưới nó chùi chùi dưới đó các bạn, nằm ở đó nó chạy các bạn. Sình quá non nè, cho nên nó chùi nha, gặp sình dẻo dẻo quá, múc rất là nhiều nha các bạn. Ít đất rồi anh múc lại nha, anh múc cho đầy đất cho chủ nhà. Anh đang uống nước nữa các bạn ơi, múc nãy giờ khát nước rồi. Chiếc xe cuốc này cần là rất là dài nha. Mà anh gấp nãy giờ chết rồi bạn ơi, giờ thọt xuống cái nữa nha. Kênh này quá sâu rồi các bạn ơi, kênh này sâu lắm nha các bạn. Đó, giờ anh để lên trên, để lên cái gốc dừa nè các bạn, cho tắn gốc dừa nè. Sau này cây dừa này nó tốt lắm nha. Đó, để cặp mé gốc dừa đó các bạn. Không sao đâu bà ơi, múc tút ngoài kia đó. Đó, đồ anh để đó, anh kiều để đó nha các bạn. Bà chỉ thấy các bạn. Chưa ảnh nào ảnh quay lên, nó quay cái cần lên nó ảnh mới nhìn ở trên này và chỉ nó ngoài đó. Cái gầu rất là to, chỉ bà. Ồ, cái gầu rất là khủng nha các bạn. Nó anh thọt ra ngoài sâu anh múc nha các bạn. Cái này bữa hổm múc rồi nha các bạn, giờ nó khô nè, rồi bà ngoại này bà kêu múc nữa nha. Múc để lên cho sát lên trên nè, đó để sát cái chỗ ấy luôn nha. Đó, bà ngoại, bà ngước lên cái bà ngoại. Đó, bà ngoại rất đẹp nha các bạn. Kêu múc đất. Bà ngoại kêu múc đất nè. Bà ngoại có vườn mai tỷ phú luôn nha các bạn. Mai bà bán cây mấy chục triệu không á. Không có làm gì nữa, tốn tiền biết nhiêu nói rồi. Dạ, tốn tiền nhiều ha bà. Cây gì bà bán được nhiêu bà? Trời ơi, có bán đâu con ơi. Dạ. Đó, để lên trên nha bà. Để lên trên nữa, bà mua thêm vài cây nữa và để cặp mé này cho sát nha. Đâu, kia ta mình chạy trên đó, nó đem xuống đây nè.
Dạ. Đó. Ở trên cái chấm cái đường đi. Dạ. Bà làm nó đẳng được mấy cậu rồi đó. Dạ. À, bà ngoại đây già rất yêu cây cảnh nghe các bạn, yêu những cây bông hoa đẹp nè đó. Bà có nhiều đó, đó. Bà chỉ ham có nhiều đó đó, tốn tiền nhiều bà không tiếc đó, giờ để lên đó. Cái nguyên cái bao lên luôn rồi rớt lại các bạn ơi, nguyên cục đất rất là dài nha các bạn. Nè, nó nới ra đi ngoài rồi, vô chút đi xình nó ngoài. Ồ, cái gào rất là khủng nha các bạn. Ồ, gào to quá to luôn. Rồi ấp tắt quá hoài, nút lại nha các bạn. Cái gào nó ấp tắt là nút lại. Đầu để lên nha. Bỏ nhiều tuột tại sình non quá. Gấp tràn sình luôn các bạn, tràn ra ngoài luôn. Bà ngoại chỉ để ngay chỗ gốc dừa nha các bạn. Đó, giờ anh đưa vô cái gốc dừa anh để nè. Ồ, nguyên cục rất là to luôn. Anh đẩy lên nha các bạn. Lăn xuống cầu các bạn ạ. Lát anh gấp lại nha các bạn. Cái gào rất là to nha các bạn. Ngay chỗ đó sâu rất là sâu mà anh đúc dữ rồi. Đầu để lên trước nè. Ít tắt rồi các bạn ơi, ít tắt rồi, nút lại nha các bạn. Đầu để lên một gào này nữa nha. Ồ, gào rất là to nha các bạn. Rồi anh bỏ dưới rồi các bạn ơi. Bỏ dưới đó nha.
chưa muốn cái trình này không để lên đây à. Đó chưa đó ông làm nữa. Rồi. Rồi mình xin lỗi rồi. Ngoại kêu để trên này nè. Đó, để nguyên bình xịt rất là to nữa quá. Rồi bây giờ Ngân nghe các bạn, bà ngoại đó kêu Ngân nè. Ôi nhiêu hả? Đó, bà ngoại nói nhiêu đó là được rồi nghe các bạn. Rồi chiếc cu que sáng cuốc càng dài gạo mỗi dịch bắt đầu đi tiếp múc bến khác nha. Video của mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn với bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Đó, anh bơ cần nó ở sau có máy nè, không có chạy nha các bạn, chỉ bơ cái cần thôi, rồi đi te te luôn. Đó ghê quá, đi lẹ quá lẹ luôn.